Đây chính là tác phẩm tranh gỗ phù hợp với túi tiền của tất cả mọi người. Lý do vì sao? Trên tác phẩm này được đục chạm 5 bông hoa mẫu đơn trên một cái phôi gỗ gõ đỏ có đường kính là 68cm, với cái lối thiết kế đó là chờm các cái chi tiết hoa ra bên ngoài của cái khuôn hình tròn, tạo ra cái sự phá cách và tạo ra một cái nét đẹp tự nhiên trên các cái phôi gỗ tự nhiên như này. Và từng cánh hoa được đục rất là mỏng, rất là bay, rất là tơi và cực kỳ nở. Có những cái điểm của mép hoa chỉ dày khoảng độ tầm 2mm. Và trên tác phẩm này được đục với rất nhiều những cái công sức của người thợ của tranh gỗ Bùi Gia, bằng những cái mép của cánh hoa và bằng những cái nét cong mềm mại của cái lá hoa được chườm ra bên ngoài. Bên cạnh đó thì có thêm đôi cánh bướm để thể hiện cho cái hạnh phúc của gia đình. Cho nên tác phẩm này bạn không những treo được ở phòng khách, phòng làm việc, lại còn có thể treo được ở trong phòng ngủ để tăng cường cái hạnh phúc của gia đình.